Về Thạch An, mảnh đất một thời hoa lửa, được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Theo dòng chảy của thời gian, người dân nơi đây đã sáng tạo và lưu giữ được một nền văn hóa dân gian phong phú, đa dạng với nhiều thể loại đặc sắc. Trong đó có dân ca là một kho tàng đồ sộ với nhiều loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo. Làn điệu dân ca cổ truyền thống cùng các loại hình sân khấu từ lâu trở thành những món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người dân huyện Thạch An, thể hiện bản sắc văn hóa riêng của mỗi dân tộc, vùng miền, và ngày nay còn lưu giữ nhiều làn điệu truyền thống đặc sắc. Tôi sinh ra và lớn lên tại huyện Thạch An, là một nơi có những cái làn điệu dân ca rất là đặc sắc. Rất là vinh dự là tôi cũng đã được, từ nhỏ tôi đã sinh ra ở đó, tôi đã được ngấm những các làn điệu dân ca của ông cha ta để lại. Rất đặc biệt là ở quê tôi có rất là nhiều những cái làn điệu dân ca nổi tiếng như là làn điệu Lượn Sương của dân tộc Tày, Si Nùng, gọi là Này Si, cũng là và đàn tính ở ở Thạch An thì cũng có những cái giai điệu cũng rất là vui, nhộn, và có nhiều làn điệu trong cái then cổ ấy, có nhiều làn điệu rất là phong phú. Và bên cạnh đó thì cũng có một số những cái dân ca của đồng bào dân tộc Mông Đen, rồi là Dao Đỏ, Dao Tiền. Quê tôi có rất là nhiều cái làn điệu dân ca phong phú, đã để cho tôi là bao nhiêu những cái tâm huyết. Tôi cũng muốn là đóng góp cho quê để có những cái thế hệ nối tiếp để mà gìn giữ. Lắng nghe các làn điệu then tính, lượn sương, múa trầu, phong sư, lượn và sáo người Mông Đen hay hát báo dung của người Dao, mỗi làn điệu chứa đựng vẻ đẹp văn hóa riêng. Điệu then ngọt dịu, mềm mại, trong đó hát then, đàn then và múa trầu, một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh, vừa là một loại hình âm nhạc dân gian, nội dung phản ánh mọi khía cạnh của cuộc sống, từ niềm vui, nỗi buồn đến những ước vọng, hoài bão, nhằm hướng tới những điều bình an, tốt đẹp cho cuộc sống. Đặc biệt, lời ca, tiếng hát của làn điệu Lượn Sương đã ngấm sâu vào tâm hồn của đồng bào dân tộc Tày ở vùng đất này. Câu dân ca ngọt ngào, thắm đượm tình quê hương, nguồn cội. Còn đối với dân ca báo dung, đó là hình thức hát các bài hát ngẫu hứng, là phương tiện để truyền tải những tâm tư, tình cảm và ước muốn của người Dao trong cuộc sống. Hát báo dung ra đời và phát triển từ trong lao động sản xuất, từ nhu cầu đời sống tinh thần và tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc Dao. Hát báo dung không có nhạc cụ đệm, được thể hiện ngẫu hứng, rất tự nhiên bằng chính cảm xúc cá nhân của người hát. Chính vì vậy, các làn điệu báo dung giàu nhạc điệu và thấm đậm chất trữ tình, nhẹ nhàng, duyên dáng, có sức lôi cuốn mãnh liệt, gây xúc động lòng người. Còn với người Mông Đen nơi đây, họ vẫn cất lên làn điệu hát lượn ngọt ngào cùng tiếng sáo sặt dìu, trong veo bên núi rừng. Ẩn sau mỗi câu hát đó là biết bao niềm vui, nỗi buồn với những sắc thái, cung bậc cảm xúc khác nhau. Cứ thế, qua thời gian,
dân ca trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người Mông Đen nơi đây. Mỗi câu hát dân ca của các làn điệu là những ca từ sâu sắc, giai điệu ngọt ngào, được khúc chiết từ chính cuộc sống lao động hàng ngày của thế hệ cha ông, truyền lại cho thế hệ sau. Những cái làn điệu dân ca thì có rất là lâu đời rồi. Và từ nhỏ thì ai cũng thế thôi, nơi là mới sinh ra mà đã được nghe những cái làn điệu của ông cha ta để lại, đó là những cái kỷ niệm và những cái ký ức của từng con người một, là để mình yêu thương quê hương mình hơn, yêu quê hương dân tộc của mình hơn. Và mình ai cũng phải có những cái trách nhiệm riêng, và qua những cái lời ca của ông cha ta để lại, nó sâu đậm vào con người, cái để gồm có những cái là giáo dục con người biết yêu thương những cái giữa con người với con người với nhau, và những cái sinh hoạt hàng ngày để cho con người gắn bó với nhau hơn, và tạo ra một cái luồng tích cực để cho con người mình phấn đấu để mà xây dựng cuộc sống. Hiện nay, huyện có 2 nghệ nhân ưu tú, hơn 50 câu lạc bộ và nhóm liên thế hệ hát dân ca truyền thống tại các xóm, bản, thành lập chi hội bảo tồn dân ca với 11 câu lạc bộ, nhiều nhóm sở thích, thường xuyên hoạt động. Đặc biệt, đối với hát then, đàn tính được phổ biến ở tất cả các địa phương trên địa bàn. Để tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn, huyện đang lựa chọn 2 di sản văn hóa phi vật thể, Lượn Sương và Múa Trầu, đề nghị xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, phục dựng lại một số lễ hội truyền thống đặc sắc của mỗi dân tộc, phong tục tập quán, những trò chơi, nghệ thuật dân gian, tổ chức hình thức sinh hoạt văn hóa nghệ thuật truyền thống ở cơ sở, phục vụ du lịch như sáo mông, canh hát lượn, múa trầu. Kho tàng dân ca các dân tộc ở vùng đất này vô cùng phong phú. Việc bảo tồn, gìn giữ văn hóa các dân tộc, khơi dậy được ý thức và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân chính là bước đi hiệu quả để Thạch An phát huy giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng và tạo điều kiện cho phát triển bền vững. Trong những năm gần đây thì cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm đến phong trào đời sống văn hóa ở các cơ sở, đặc biệt là ví dụ như ở huyện tôi thì có những cái câu lạc bộ hát then dân ca dân vũ được thành lập rất là nhiều, và cũng được đông đảo quần chúng rất là ủng hộ tích cực. Và phong trào quần chúng ở những các câu lạc bộ thì rất là đi lên, và đặc biệt là có những thế hệ là các em bé từ 6 tuổi trở lên và đã đi theo và học tập ở những các câu lạc bộ, và có một số những các nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian cũng đã được truyền dạy lại cho các em, các cháu. Qua đó thì cũng chúng tôi là những người trong nghề thì cũng rất là cảm thấy là yên tâm, và cũng thấy phấn khởi hơn là khi mà được tất cả các thế hệ đông đảo quần chúng của xã, của huyện, các câu lạc bộ được cùng nhau mà lưu giữ những cái làn điệu dân ca của ông cha ta để lại. Dân ca dân tộc là mạch nguồn thanh trong, là hơi thở cuộc sống, là nét đẹp văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi con người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, tạo thêm niềm tin yêu, động lực để mỗi người luôn tự hào về nguồn cội, từ đó lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị cả về nghệ thuật và tính nhân văn của các làn điệu dân ca Thạch An.